Rồi, ok. Shop Lợi Slingshot xin chào tất cả các bác đam mê ná cao su. Thì hôm nay em sẽ lên một cái video về chủ đề là em xả cái lô ốc titan các bác nhá. Đây, các lô ốc titan. Lô ốc titan sáng đẹp các bác nhá. Sáng đẹp long lanh. Đó. Đặc biệt là nó có rất nhiều màu các bác nhá. Từ loại 7 màu nhá cho đến đơn màu. Đó. Đơn màu. Đấy. Nè, màu xanh này. Rồi các cái loại màu màu hồng này. Đó, màu xanh, màu hồng, màu tím các bác nhá. Màu xanh, màu hồng và màu tím, rất nhiều màu nhá. Và loại ốc 7 màu nữa. Đó. Thì ở đây nó rất nhiều màu. Ngoài ra em còn có cả ốc dài nữa các bác nhá. Đây ốc dài này. Đó. Các bác nào mua ốc dài thì liên hệ luôn, em có ốc dài. Thì trong cái video này em sẽ xả cho các bác là 10.000 đồng một con ốc titan các bác nhá. Đó. Đặc biệt là ốc titan mà các bác mua hai con ốc thì các bác còn được tặng thêm một cái lục giác inox hai đầu này. Đấy, giá này cực rẻ đấy các bác nhá. Đó, giá cực rẻ, cực kỳ rẻ. Đây, em sẽ cho các bác dễ hình dung nhá. Như này đi. Em quay như này cho dễ hình dung. Đây. Nói như này cho các bác dễ hình dung này. Là một con ốc titan này. Đó, hai con ốc titan. Một cặp ốc titan. Và các bác được tặng kèm một cái lục giác inox xịn sò đi kèm. Nó là 20.000 đồng các bác nhá, 20.000 đồng. Đó. Mua hai con được tặng một lục giác. Đấy, lục giác là lục giác inox hai đầu các bác nhá. Đấy, để em quay cho các bác này. Đó, lục giác này có một đầu này. Lục giác hoa mai các bác nhá. Đó. Và thêm một đầu đằng sau này nữa. Nó là lục giác inox và nó có hai đầu. Nếu mà ngoài thị trường các bác ra ngoài cửa tiệm các bác mua một cái lục giác như thế này thì nó cũng nằm ở giá 20.000. Nhưng mà em bán cho các bác là một cây lục giác này và hai con ốc titan giá 20.000 thì các bác thấy rẻ cỡ nào đúng không? Rẻ hơn cả cái giá em nhập vào với cái số lượng tính bằng 10.000 con một lần. Đó các bác nhá. Đó, em phải nhập số lượng rất là lớn thì em mới được cái giá tốt của ốc titan. Thì bây giờ em bán cho các bác xả hàng còn rẻ hơn cả cái giá em nhập vào. Đó. Ở Việt Nam nếu mà ốc titan và tặng kèm lục giác sẽ không ai bán rẻ như em. Em đảm bảo điều đó nhá. Tặng kèm một cái lục giác và hai con ốc titan. Các bác lưu ý đây là ốc titan và nó có rất nhiều màu chứ không phải là ốc inox lên màu. Thì trong cái video này em sẽ so sánh cho các bác về ốc inox lên màu và ốc titan. Nó khác nhau ở điểm nào và làm sao để phân biệt hai loại này. Thì trong cái video này thì em đã bán ốc titan nó rẻ ngang với lại ốc inox rồi, nên vậy các bác không cần phải suy nghĩ nữa. Đây, ở đây là em có một cái chậu ốc inox lên màu nhá. Đây là chậu ốc inox lên màu, còn đây là ốc titan ha. Ốc titan nó sáng đẹp, màu nó sáng đẹp long lanh các bác nhá. Màu sáng đẹp long lanh. Đó, ốc nó lên màu nó sáng đẹp long lanh, 7 màu rất đẹp. Còn ốc inox thì nó sẽ tối màu các bác nhá. Nó tối màu và cái hiện tượng của ốc inox là nó sẽ nhanh phai hơn ha. Ốc inox lên màu sẽ nhanh phai hơn. Ở đây là hai cây ná này cho các bác dễ so sánh này. Đây hai cây ná này. Đặt cạnh nhau, đây là em gắn ốc titan hoa mai và đây là ốc inox lên màu. Thì các bác nhìn là các bác nhìn đặt nhìn gần nhau thì các bác sẽ nhìn thấy là cái ná này gắn ốc titan nhìn nó sáng sủa và nhìn nó đẹp hơn là cái ốc inox lên màu này, đúng không ạ? Sáng hơn chưa? Các bác nhìn ở trên video đây và đây, đúng không? Đó, nhìn nó sáng màu hơn các bác nhá, nhìn nó sáng màu hơn. Và lấy cái cục nam châm này này, nam châm này. Cái ốc thì ốc inox thường nó sẽ làm bằng chất liệu ốc inox 201 nên vậy nó sẽ bị nam châm hít các bác nhá. Đây. Còn ốc titan thì nó sẽ không bị nam châm hít. Đây em ví dụ là cái ốc inox này chưa lên màu này. Đấy, các bác thấy nó có bị hít không? Này. Đấy, nó hít dính đúng không? Đấy, hít dính. Bây giờ em bỏ vào trong cái chậu ốc titan này nhá. Đấy, không nhấc được con nào lên đúng không ạ? Đúng không? Không nhấc được một con nào lên đúng không? Chính xác không? Chính xác chưa? Rồi, bỏ vào đây. Không nhấc được con ốc màu nào lên đúng không? Ốc titan lên màu hết. Đấy, ở trên đây không có con nào. Ở cái chậu này đúng không ạ? Này. Bỏ vào đi. Đấy, dính toàn ốc trắng, hít được toàn ốc trắng nha. Nhưng mà ở chỗ ốc này
Đây, em thử cho. Chỗ này sẽ hít lên một đống luôn này. Các bác xem. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, ốc inox lên màu, chỉ cần đưa nam châm vào là các bác hít lên, thấy chưa? Phân biệt dễ chưa? Cứ đem nam châm vào mà hít nhá. Đấy, đơn giản chưa? Inox 201 sẽ bị nam châm hít, còn inox 304 thì nó sẽ không bị hít, nhưng thường ốc inox lên màu thì người ta sẽ dùng 201. Inox 201 để lên màu nó mới dễ các bác nhé. Nhưng người ta không dùng inox 304 để lên màu. Đấy. Thường ốc với lại ốc inox lên màu, ốc 201 thì người ta sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Đó. Chứ chỉ có làm bồn inox ấy, thì người ta mới dùng chất liệu 304 thôi nhá. Làm bồn inox, bởi vì bồn inox nó để ngoài trời, nắng mưa, mưa nắng thì chỉ có thằng 304 chịu ngoài trời, còn cây ná của chúng ta thì chỉ cần inox 201 là ok. Hoặc cái song nồi của các bác á, song nồi inox nhà các bác cũng làm ở inox 201, nâm châm nó sẽ hít các bác nhá. Thì các bác cứ vào trong nhà các bác xem cái song nồi của các bác mà người ta bảo là nồi inox á, thì các bác cứ đem con nâm châm vào nó hít đùng đùng luôn. À, chứ không phải là inox là nâm châm không hít các bác nhá. Còn một cách phân biệt nữa đó là các bác đem lên cân điện tử các bác cân, thì chất liệu titan nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều so với inox nhá. Đấy, titan nó sẽ nhẹ hơn. Bởi vì tại sao nó nhẹ hơn? Titan nó làm cái gì mà để nó nhẹ hơn? Titan này nó sẽ làm trong công nghệ máy bay, tàu vũ trụ và tàu ngầm các bác nhé. Nó là kim loại cực kỳ quý hiếm. Đó. Titan mà làm vỏ tàu ngầm thì lặn xuống biển nó mới không bị han. Còn nếu mà các bác làm bằng inox 304, vỏ tàu ngầm nó đưa xuống biển nó cũng không chịu được đâu nhá. Nhưng titan này á, là làm vỏ tàu ngầm chịu được các bác nhá. Titan này không bị nước biển ăn mòn. Đó. Nếu mà làm vật liệu cho máy bay hoặc là trên tàu vũ trụ các kiểu ấy, người ta chế vào ấy, thì nó sẽ rất là nhẹ và nó dẻo, nó dai, nó bền các bác nhá. Đấy, nên tại sao titan nó đắt? Đó, nó đắt là ở cái đó, nó gia công ở những cái thứ đắt đỏ đấy nhá. Đấy. Cái chất liệu nó khác nên dẫn đến nó khác. Trong video này em nói rõ cho các bác là titan với inox nó khác nhau ở đâu và người ta gia công vào cái gì nhá. Đấy, inox 201 thì thường làm là song nồi, bởi vì inox 201 nó cứng, nó bắt nhiệt tốt, giữ nhiệt tốt thì người ta làm song nồi, đúng không ạ? Còn inox 304 nó chống ăn mòn, chống axit ngoài trời mưa tốt, người ta làm dùng bồn nước. Nên vậy bồn nước thì thường người ta dùng nam châm đi thử là thằng 304 không hít. Còn song nồi các bác hít đùng đùng. Đấy, song nồi người ta không có 304 đâu. Các bác cứ yên tâm được đó. Còn cái ốc này cũng vậy. Cái ốc vặn ná này cũng vậy. Ốc màu trắng vặn ná này cũng vậy này. Đây này. Cái ốc màu trắng vặn ná này cũng vậy. Thì đa số người ta làm bằng inox 201 chứ người ta không làm bằng inox 304 các bác nhá. Nó là như thế. Đây này. Nó dễ gia công hơn mà nó dễ gia công hơn, chứ còn ốc này thì bao nhiêu inox đâu cho lắm, đúng không? Các bác cân lên thì nó bao nhiêu inox cho lắm. Có điều là người ta dễ gia công hơn ha. Người ta dễ gia công hơn. Đấy. Người ta dễ gia công ốc này hơn, đó là như vậy. Và người ta dễ lên màu hơn nên người ta chọn inox là 201. Đó. Tóm lại là như thế, các bác hiểu như thế. Còn con ốc titan này thì phải lên màu bằng điện phân. Thì nó sẽ rất là lâu nhá. Rất là lâu công. Bây giờ em sẽ quay cho các bác một cây ná nó có ốc titan thì nó sẽ đẹp như thế nào đây, đúng không ạ? Đây, các bác nào mà có cây ná mà có nhiều chỗ để gắn ốc như thế này thì mua về nhá, mà gắn vào. Đấy. Về thì con thích con nào ngắn ấy. Con nào thích ngắn thì các bác cắt, tự cắt nhá, chứ em thì không có công cắt đâu. Cắt cái này thì các bác cứ dùng một cái kìm xong lót cái vải vào, một người giữ kẹp chắc vào, xong dùng cái máy mài ấy, mài nó mòn dần đi hoặc cắt dần đi rồi mài đó. Rồi mài cái đầu nó ha, giống như con ốc này này. Đấy. Các bác có thể vặn qua một cái gì để nó dài dài như này rồi các bác cắt bằng đi ha. Cắt bằng rồi các bác mài lại cái đầu này cho nó bóng. Đấy, đây là cắt này. Đó, ốc này thì em cắt này, thấy chưa? Đấy. Đó. Đẹp chưa? Đó. Các bác thích cắt ngắn thì về cắt tự cắt ngắn nhá. Hoặc là mài nó mòn dần nó cũng ngắn dần các bác nhé, các bác mài dần cũng được. Đấy, thì ốc titan nó vào cây ná các bác nhìn nó sẽ đẹp hơn. Em ví dụ như đây, hai cây này đặt cạnh nhau đi. Đó. Cây này có ốc titan và cây này không ốc titan, thì cái cây này nó có ốc titan nhìn nó vẫn nổi trội hơn, đúng không ạ? Một cây ná có ốc titan nhìn nó vẫn nổi trội và nó đẹp hơn. Đấy, thì các bác nào sưu tập ná
Các bác nào sưu tập lá mà các bác gắn nhiều ốc titan thì nó rất là đẹp, đúng không ạ? Đúng không? Đây. Đó, nhìn cái dàn lá các bác sẽ thấy rất thích, đúng không? Nhìn nó có nhiều màu, nhiều ốc thì nhìn thấy rất là thích, đúng không? Đây nữa này. Đây, em gắn cho các bác nhiều màu, có phải là các bác nhìn thích không? Đó, quay bên trên này cũng có này. Đấy. Quay bên hông này cũng có màu. Đấy, rất nhiều màu và nhiều màu khác nhau nó mới đẹp các bác nhá. Các bác gắn trên một cây lá thì em để ý là nhiều màu khác nhau nó mới đẹp này. Tím này, xanh này, xanh này, bảy màu này, đúng không ạ? Bảy màu. Đó. Đấy. Các bác thích xanh, tím, xanh, tím, xanh. Đấy, tím xanh, tím xanh, đúng không? Đó. Các bác này, xanh, tím, xanh, xanh xanh, đúng không? Nhiều màu thì các bác nhìn có phải thấy nó đẹp không? Đó. Ở trong đây thì em có rất nhiều màu, đa dạng màu cho các bác chọn nhá. Đấy. Bác nào có lấy sỉ ốc này về mà lấy số lượng ấy. Đấy, thì liên hệ em nhá, bởi vì em bỏ rẻ nhất Việt Nam. Không có ông nào rẻ bằng. Đấy. Nếu mà nói về ốc titan nhá. Đấy, em bỏ cho vào về mà gắn vào vào lá CNC 5-700 nghìn. Đó, đúng không ạ? Chứ giờ lá CNC 5-700 ngàn đi gắn con ốc inox lên màu tối om sòm lên thì ai xem cho được, đúng không? Gắn vào thì nhìn cho nó vui thôi, chứ còn chúng ta nếu mà lá chúng ta đẳng cấp thì chúng ta nên gắn ốc titan lên 7 màu này thì nó sáng đẹp nhất. Còn những con ốc mà nhiều màu này thì các bác có thể gắn thêm cho nó phụ họa, cho nó nhiều màu nó đẹp ha. Như ở đây. Đấy, em quay. Các bác chú ý nhá. Em bán có 10.000 đồng một con ha, 10.000 đồng một con, mua 2 con được tặng kèm thêm một cái lục giác inox. Bởi vì sao? Lục giác inox này nó mới vặn cho cái, nó vặn vừa cho cái con ốc hoa mai này. Nếu các bác dùng cái lục giác khác ấy thì các bác vặn nó sẽ choét cái đầu này, bởi vì nó không vừa, nó lệch nhá, nó không khớp với răng, với ren, thì các khi các bác vặn nó sẽ chệch ren. Vặn nó chệch ren thì nó sẽ trờn, nó trờn cái răng này và nó sẽ hỏng ốc, chai ốc nhá. Đó. Ốc titan thì chúng ta khi vặn vào vặn ra chúng ta nhẹ nhàng vặn từ từ. Vặn từ từ, vặn vừa tới, không có siết quá, chặt quá, đúng không ạ? Thì nó sẽ gây sao? Các bác vặn chặt quá thì nó sẽ gây hại ốc và nó ốc nó sẽ nhanh hỏng nhá. Nếu nhanh hỏng, các bác để thì nó sẽ không bao giờ bay màu nhá. Nếu mà nó đã lên màu này thì các bác ốc titan đặc biệt các bác để 10 năm 20 năm nó không bay màu. Màu của nó là ổn định. Nhưng khi các bác vặn này, các bác tác động vật lý trà sát này, các bác cắt này thì nó phải xước. Nó phải xước và nó phải mất màu, các bác hiểu không? Chỉ có tác động vật lý và nó mới mất màu thôi. Còn là không mất màu nhá. Ốc titan này em đã nhập 5 năm rồi nhá. Em nhập một lô khá là nhiều thì em cứ về em gắn vào lá dần như vậy đó. Em nhập 5 năm rồi, em vẫn cứ bán lai rai như vậy ha. Một lô ốc 5 năm rồi đây này. Các bác nhìn này. Không có một cái hiện tượng ốc nào phai màu ở đây hết nhá. Đây này. Đó. Em nhập ốc này là 5 năm rồi. Đấy. Từ hồi em bán lá đến giờ bắt đầu có ốc titan đấy. 4 đến 5 năm trời nhá. Ốc nó vẫn còn nguyên màu như này, nó không phai màu đâu các bác nhá. Em vẫn để như này, em cứ để như này thôi. Đó. Titan nó là một cái kim loại quý hiếm nên loại các bác cứ yên tâm nhá. Nó lên màu điện phân. Đó, còn các bác chọn ốc mà vặn mà bền nhất ấy thì là ốc 7 màu này. Là hai con ốc vặn bền nhất. Còn những con ốc trang trí này ấy thì ốc màu nào cũng được. Màu nào cũng được, nó trang trí dưới nó đẹp ha. Các bác làm bộ sưu tập ấy thì các bác bộ sưu tập lá thì các bác gắn mỗi lá một màu, nhìn cho nó sinh động, đúng không? Nhìn cho nó đẹp, bởi vì giờ cũng rẻ quá mà, đúng không? Nó rẻ quá mà, có 10.000 đồng một con, các bác bỏ ra 100.000 mua 10 con gắn mệt, đúng không? Đấy, như này. Này, xoay động thấy màu ha. Xoay mặt nào cũng thấy màu, đó. Rồi ngoài ra thì trên kênh của em còn có thanh lý lá và thanh lý thun ở các cái video khác. Thì các bác cứ vào trong Zalo các bác nhé. Số điện thoại em để trên tiêu đề video trong Zalo. Thì các bác nhắn vào giúp em địa chỉ họ tên số điện thoại, chốt lá, chốt dây, chốt bi hay chốt ốc titan. Các bác chú ý rằng là em đôi khi không nghe điện thoại được bởi vì em cũng khá là bận. Thì chủ yếu em sẽ chốt đơn qua tin nhắn điện thoại. Các bác nhắn tin điện thoại vào thì
các bác nhắn Zalo hoặc tin nhắn điện thoại vào thì em sẽ có thời gian em tranh thủ em check và em chốt đơn qua bên đấy các bác nhá. Gọi điện nhiều quá thì em rối côn lắm, bởi vì ví dụ em đang quay video này hoặc là em đang làm hàng cho các bác thì em sẽ không thể nào em trả lời điện thoại cho các bác được ha. Đó, hiện tại bây giờ thì em cũng làm live thôi, chứ còn thuê nhân viên nếu mà càng thuê nhiều người thì càng lỗ. Nên vậy, tốt nhất một mình cứ bán live nhận được bao nhiêu thì nhận các bác nhá. Đó là như vậy. Còn các bác mà cảm thấy mà đợi lâu quá thì các bác có lẽ các bác sẽ mua bên khác. Đó. Còn bên em đặt hàng rất đơn giản, chỉ việc nhắn địa chỉ họ tên vào. Một hồi sau, một ngày thì em sẽ chốt đơn và em sẽ gửi hàng cho bác. Đó, sáng thì em sẽ gửi hàng luôn, còn chiều thì có thể qua ngày hôm sau nhá. Đó. Rồi, số Zalo em để trên tiêu đề video, các bác cứ nhìn ở tiêu đề video. Sau đó là các bác nhắn vào trong Zalo giúp em nhá. Chủ yếu em hỗ trợ Zalo các bác nhá, em hỗ trợ Zalo. Đấy, theo dõi đơn hàng, chốt đơn hàng nó chính xác. Còn gọi điện thoại thì em nhiều việc nên vậy đôi khi em sẽ nghe nó không có chính xác lắm. Nghe nó không chính xác lắm xong bắt đầu chốt đơn lộn, chốt đơn thiếu, tới nơi các bác không vui, chẳng thà không chốt đúng không? Đó, đã chốt thì cố gắng chính xác một tí. Đó. Nhiều cái mà không chính xác nó bực mình lắm. Đấy, bán hàng thì nó cũng lời lãi gì đâu, đúng không? Xả hàng là chính. Đó. Bán thì phải vui vẻ. Đó. Tiền nó là một phần thôi các bác, còn lại một phần nữa nó là sự vui vẻ nhá. Rồi, chúc các bác một ngày xem video vui vẻ. Đấy. Không bị dính dông bão, lũ lụt là chúng ta vui rồi đúng không ạ? Chúng ta không bị trôi nhà trôi cửa là vui rồi. Rồi một ngày nữa chúc các bác vui vẻ, yên bình nhá. Hạnh phúc. Nếu mà bác nào có bộ sưu tập ná đẹp thì mua ốc titan về gắn vào ha, cho nó đẹp. Đó, đây em đã có được một bộ sưu tập sơ bộ về gọi là một số cây nhiều ốc, em quay sơ cho bộ cho các bác xem. Nhưng tương lai thì em sẽ còn làm ra nhiều cây nữa, bữa nay không có thời gian các bác nhá. Đó, em sẽ làm cây 4-5 ốc đủ kiểu hết, đó em cứ gắn vào thôi ha. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt tất cả các bác, chúc các bác một ngày vui vẻ và có những cái bộ sưu tập ná đẹp các bác nhá. Rồi chào tạm biệt các bác.